Tại vì thích quen người lớn hơn tầm 3 tới 2 3 tuổi đó. Đó, thì lúc mà trời sao kỳ vậy ta. Thì lúc đó con tính quay xe rồi, không có tính gặp. Ờ anh ơi, em có thêm hai đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy. Ủa kỳ vậy. Thì đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm hai đứa bạn. À người này chắc là cái người sẽ bên cạnh mình suốt đời, lúc con cũng đã xác định là ông này sẽ là chồng của con luôn rồi. Ủa kỳ vậy. Em định luôn đi chơi tầm mấy ngày thôi. Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu là ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không quan trọng từng phân có ok không? Ok luôn, ok luôn. Ủa, chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân. Dạ, thì con tên là Bùi Thế Phương Thịnh, năm nay con 27 tuổi. Con sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính bây giờ là đang là kinh doanh cuốn cảnh. Rồi. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân, con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vân. Năm nay con 30 tuổi, con sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng làm chung ngày với chồng con luôn. Dạ. Vậy là Tường Vân là nhỉnh hơn ông xã là có 3 tuổi. 3 tuổi dạ. À như vậy là cái mối tình chị em này chắc có lẽ là rất là thú vị đây. Đó, thôi bây giờ kể cho anh nghe coi cái cơ duyên nào mà hai chị em gặp nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ thì thật sự là gặp nhau ở trên Tinder. Bữa đó là đêm Noel, chiều đó thì con mới nhắn tin, kiểu cái đó là mình lên mình quét thôi. Ví dụ ai mà match nhau á thì sẽ thấy nhau và nhắn tin được. Thì bữa đó con mới lên con thấy là vợ con thấy xinh quá, tại mũi cao, tại vì con rất thích mấy bạn nữ là mũi cao. Đó, thì là con lên con mới nhắn vậy thì tình cờ vợ con mới trả lời lại. Xong rồi trong bữa đó luôn là khoảng 2 tiếng sau là hẹn gặp nhau luôn. Dạ. Quá thần tốc quá đúng không? Dạ đúng rồi. Là không cần cái gương mặt, chỉ cần cái mũi cao là khoái rồi. Dạ đúng rồi. Đó. Còn con sao? À vâng. Thì lúc đó là kiểu như là ngày 24 tháng 12 thì cũng không, con không có quen ai hết á, thì cũng lên trên Tinder lướt lướt thì gặp anh này, cũng hai em rảnh không đi chơi. Nhưng mà mình thì kiểu mình cũng không phải là gì mà không có bạn, không có bồ gì hết, thôi đi đại cho nó vui thì cũng hẹn gặp anh này, thế là hai đứa gặp nhau thôi. Trước cách đó một tiếng á là hai đứa có video call nhau. Thì lúc đó là vợ con mới đi làm về, thì thứ nhất là tóc nó rất là bết. Mặt thì da bóng dầu tùm lum hết. Trời ơi sao mà già quá vậy, nhìn giống như 30 mấy. Tại vì trên đó là nó có ghi luôn là lớn hơn mình có 3 tuổi thôi. Thì nó đúng luôn cái độ tuổi là con rất là thích. Tại vì con thích quen người lớn hơn tầm 3 tới 2, 3 tuổi đó. Thì lúc mà trời sao kỳ đúng vậy rồi. Ta thì lúc đó là con tính quay xe rồi, con không có tính gặp. Nhưng mà nghĩ là thì mình là đàn ông mà mình cũng hẹn phụ nữ người ta rồi thì nó kỳ quá. Đó kiểu vậy thì con cũng quyết định là con đi gặp. Thì trên đường đi thì vợ con lại gọi nó là anh ơi em có thêm hai đứa bạn nữa. Ủa kỳ vậy. Ủa kỳ vậy. Thì đã già rồi mà sao giờ tự nhiên hẹn thêm hai đứa bạn nữa. Trời ơi sao giống trong câu chuyện chàng khù khờ với lại cô thợ đào may mắn vậy kiểu vậy. Đó là con muốn quay lại nữa rồi. Nhưng mà hơi lỡ hai lần tính quay đúng xe rồi, hai lần tính quay xe thì không phải là dẫn theo một gia đình, có nghe một cặp vợ chồng một đứa con theo rồi. Thôi tại vì đã có bạn thân thì rủ theo thôi chứ không phải là dẫn hai cô bạn. Nhưng mà lúc đầu thì kêu là dẫn theo hai đứa bạn. Dạ thì con mới hiểu lầm. Sao kỳ vậy ta, đó kiểu như vậy. Vậy lúc mà con gặp bạn này ngoài đời thì con thấy sao? Con nói không phải gu tôi rồi. Con nói không phải gu tôi rồi. Tại sao vậy, nhỏ hơn mình đúng không? Ông để hình á là ông để tóc màu nâu. Cái mặt gọi là cũng gọi là chững chững. Ra ngoài con nói tập thằng trẻ trâu nè. Cái tóc vàng khè không biết vàng hay là màu bạc, nó rất là kỳ. Sao mà mặc cái quần mà rách. Ví dụ người ta rách một cái đường mỏng như cái đùi thôi, rách tét luôn cái đùi luôn. Quá ngon. Ủa quá tại ngon. Sao vậy? Tại sao không mặc đồ đẹp để mà gặp người ấy mà tại sao lại mặc một cái bộ đồ mà rách rưới te tua như vậy? Đúng rồi, với trẻ nó hay mặc cái quần mà tét tét mà kiểu rách như khúc vậy nè. Đó cách đây 2-3 năm trước á. Đi chơi hồi hè xong nói chuyện xong mới thấy là người này chắc là cái người sẽ bên cạnh mình suốt đời, lúc con cũng đã xác định là ông này sẽ là chồng của con luôn rồi. Ủa kỳ vậy? Xác định luôn đi chơi tầm mấy ngày thôi. Còn Thịnh thì sao? Dạ thì nói chung con cũng ngạc nhiên tại vì vợ con lúc mà tắm rửa rồi trang điểm make up nhìn rất là khác luôn. Rất là đẹp luôn. Đây dạ, giống như vậy không? Xinh má như vậy không? Có. Đó, cho nên là lúc con đó thì nhẹ nhàng hơn nên là nhìn nó không có bị quá lố. Cái mood của con lên liền đúng không? Dạ, lên liền. Lên liền. Rồi đến lần thứ mấy thì bắt đầu mà thấy là bạn này là không phải trẻ trâu nữa. Dạ tầm cả một tuần sau là thấy ok con nói là tại lúc đó đeo vẫn còn đeo bông tai rồi bấm 2-3 lỗ rồi này đó. Cái con nói là em không thích anh để cái tóc đó. Em không thích anh mặc đồ giống như vậy nữa. Cũng không thích đeo bông tai thì ổng sửa ngay. Gấp ý liền là ổng sửa ngay. Có nhậu xỉn không, có đi nhậu không? Dạ, có chứ, lâu thì mới đi nhậu là phải có chứ, quyết định nhậu xỉn như rồi thì chuyện gì xảy ra? Dạ thì đề cập thẳng vấn đề luôn là đi khách sạn ngủ. Nhưng mà lúc đó là con kiểu ai cũng vậy, thôi ngủ thôi em ơi, ngủ đồ thôi đó. Không quan trọng từng phân có ok không? Ok luôn, ok luôn. Rồi vô trong đó là cái gì đến cũng đến đúng không? Dạ đúng rồi. Mà nụ hôn đầu tiên cũng ở trong đó. Dạ không, nụ hôn đầu tiên là ở quán cà phê. Ta đi, em nghĩ sao mà cái thần tốc mà nó quật nhau từ ở trên Tinder rồi mà làm sao mà
đi cà phê mà ngồi yên được, em sao vậy? Nhưng mà nói sao mà nó không được hay vậy? Tự nhiên ông nhìn qua bên cái đường kêu cái lúc đó con hai chồng đang uống quán cà phê bên này thì đối diện có một cái trường. Anh Diễm kêu nhìn bển em, nhìn bển đi. Nó ủa nhìn bển có gì đâu anh? Nhìn đi. Con cũng nhìn nhiệt tình. Cái rồi ông hung má con cái. Cái con đó rồi hung xong rồi cuộc nhìn bển có gì? Hỏi có gì? Ông đâu có gì đâu, anh hung em vậy thôi đó. Đó là hôm đầu tiên đó. Rồi sau đó bao lâu mới tỏ tình với Tường Vân? Thật sự là từ đó giờ tới bây giờ luôn cũng không chưa bao giờ tỏ tình. Dạ nó cứ nói vậy đó, cứ giờ hỏi là giờ anh với em sao thì con trả lời là thì quen. Con là một người thích rất là kiểu như cũng thích lãng mạn đôi chút á, thì cũng kêu anh không yêu em hả? Không yêu quen chứ ông vậy đó, ông không bao giờ, ông ít lắm khi nào ông nói là yêu thương mình lắm, kiểu như ông thể hiện nhiều hơn là ông nói. Nhưng mà con thích không? Dạ con thích, con thích hơn là cái cách ông nói. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai đứa có những cái trục trặc gì không? Tụi con chỉ có cãi nhau về vấn đề đạo tôn giáo, tại vì ông này thì đạo Phật, còn con thì đạo Thiên Chúa. Bà này á, lúc đầu là bà muốn con theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà con thì con nhất quyết là không, con chỉ có thờ Phật thôi. Bây giờ thì sao? Thiên Chúa. Bây giờ vẫn vậy thì đạo ai đạo ai lấy thờ. Bây giờ là bình thường mà. Quá hay. Mà cái lần giận lâu nhất của tụi con là bao lâu? Dạ tầm một tuần hai tuần gì đó. Trời, em tưởng trong mấy năm. Ôi, giận một tuần. Một tuần. Xong rồi đứa nào làm quê trước? Dạ con thì cái bữa đó là đêm 30 Tết, vợ con á muốn là sau này con của hai đứa con á thì sẽ theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà con thì nói là thôi con nít mà nó biết gì đâu, lỡ sau này ví dụ nó thích đi chùa hay sao, hoặc là thích đi nhà thờ thì sao, mình làm vậy thì mình ép nó rồi, thì thôi kệ nó, cho nó lớn lên nó thích theo đạo này thì theo. Thì vợ con không chịu thì lúc đó mới chia tay khoảng tầm 2-3 tuần gì đó. Thì đó là đêm 30 thì con mới gọi điện thoại, tại vì vợ con lúc mà quen nó là em muốn năm nay là anh sẽ dẫn em đi coi bắn pháo bông đó, thì đáng lẽ là chia tay rồi con cũng không có muốn gọi hay là liên lạc gì hết, tại lúc đó con nghĩ là cắt đứt luôn rồi. Nhưng mà đêm đó bữa đó là sao con tự nhiên con gọi mà con nhá thôi, thật sự là con không muốn gặp, lúc đó con không muốn gặp mà con nhá vậy thôi. Về bà này bà gọi lại đó, thì bà kêu là anh có nhớ cái lời hứa của anh không. Ok, giờ mình đàn ông mình hứa thì mình làm, là nói gì luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi sau đêm đó tự nhiên chở đi này nọ, xong bà kêu rồi giờ sao muốn yêu lại không? Dạ rồi thì yêu lại. Nó cứ bực chặt. Tính của con đó giờ là con không có kiểu là mà con mà đã chia tay rồi con giận, không bao giờ con lưu số hoặc là con nói chuyện thế lần thứ hai, không bao giờ con chủ động con gọi. Nhưng mà không hiểu mới sao con vẫn lưu số ông này. Ông nhá thì con nói thấy tên Thịnh, chắc là nhớ mình đây, nhớ rồi. Cái là ủa sao không gọi trời nhá vậy, quê mà quê. Con đợt con gọi lại nó ủa tự nhiên nhá vậy, gọi làm gì? Thì nhá chơi vậy đó, nhá vui thử máy rồi. Cái nói, ông ai rảnh thử máy đâu. Giờ cái con mới đá luôn cái vấn đề là chắc là có nhớ cái vụ đó không để dẫn con đi. Sau đó thì em nói nhớ đi vậy đó. Đó rồi sau đêm đó là bao lâu nữa thì mới đám cưới? Thật sự thì tụi con chưa có tổ chức đám cưới được do là dịch. Tụi con kết hôn trước và hiện tại có một bé luôn rồi. Vợ con á là bị u nang buồng trứng nên là mổ hết một bên rồi, nên là bác sĩ kêu là cái khả năng sinh con nó rất là thấp. Đó thì đợt đó trong đợt dịch nè, con qua nhà bà ở thì mẹ con mới nói là thôi giờ nếu mà hai đứa thương nhau rồi thì thả luôn đi. Có thì có, nó thì con thả luôn, ai về dính luôn. Dạ con gái. Thật sự thì cái bệnh này con cũng biết rất là lâu rồi. Lúc quen ông này nghĩ là quen chơi thôi, lúc mà con khám ra là đã bự bằng một cái quả trứng gà rồi. Thì mới hai đứa mới quen tầm nó một tháng thôi, con nói chắc mà bác sĩ kêu là nếu mà xét nghiệm ra có thể là bị ung thư. Trời. Thì con mới nói với ông là thôi chắc là em với anh chia tay đi, chứ là nếu mà em bị vậy thì cũng khó có con lắm. Thì ông này ông mới nói là thì bây giờ em cứ đi mổ đi. Con nói thôi mổ rồi ai chăm. Thì ổng nói anh chăm. Thì cái trong khoảng một thời gian rất là dài, kiểu như là vô bệnh viện thì lần đầu tiên ổng phải kiểu như là mình bị mổ thì cái phần dưới á ổng sẽ vệ sinh rồi ổng tắm rửa ổng này kia ổng lo cho mình hết. Mà con mới nói là đó đối với con như là đã đủ rồi, không có cần gì hơn nữa. Đúng thì rồi mà, trời cái đó là quá ơi. Đủ chứ không phải là đủ vừa nữa. Còn hơn 1.000 một vạn rồi tỏ tình không bạn cần rồi, nói gì hả con? Dạ. Tại vì chú thấy Tường Vân đang rất là xúc động. Dạ. Thì con rất là vui, kiểu như là mình mong chờ rất là lâu rồi mới có con. Con vui hơn là trong lúc con sinh thì có chồng con 24/24 lúc nào cũng có mặt. Và con cũng muốn kể một câu chuyện, giống như là lúc mà con sinh thì cái cảm nhận của một người mẹ thì sẽ rất là rưng rưng, mình hơi rưng rưng thôi, mình chưa khóc. Thì bác sĩ kêu là con đẻ mổ, thì bác sĩ kêu em bé ra nha. Ông này ông khóc trước con. Và ông khóc rất là lớn. Ông khóc lấn át tiếng con với em bé, con khóc luôn. Bác sĩ mới kêu ủa sao khóc hoài vậy em, ba khóc hoài vậy? Cái ông vẫn cứ khóc. Cái con bình tĩnh thôi, con không khóc nữa. Con nói hơi sai, mình là mẹ mình phải là người khóc nhiều hơn chồng mình. Ông cảm động quá. Cái con nghỉ khóc luôn, tự nhiên con tắt tiếng khóc, con không khóc nữa. Con nói anh bình tĩnh đi anh ơi, bình tĩnh đi em, bình tĩnh. Bác sĩ cứ y quy một ekip, cứ ba người ngưng khóc chưa. Lần đầu tiên ông trải qua cảm giác đó, và cũng lần đầu tiên
con có cái cảm giác đó. Giống như là hai chồng cãi nhau rất là nhiều, những cái chuyện linh ta linh tinh thôi, nhưng mà ở chung với nhau tới bây giờ là cả một quá trình rất là dài. Giống vậy. Con tả cái cảm giác con lúc đó. Con cũng rất là thích con gái. Nó con nghe tiếng nó khóc lên cái là tự nhiên cảm xúc nó hòa lên. Nhưng một phần nữa là thương vợ nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa biết có con á, lúc đó tụi con sao? Con thử cái que con ơi, thấy sai rồi. Bình thường mình tới tháng nữa, sao chưa tới ta? Nghĩ chắc nó trễ thôi, mình căng thẳng quá nó trễ. Thử đại thì chúng của nó chết rồi. Sai. Con gặp ông này, con mới đưa vào ông hạ dạch, ông cúng ông đầu. Hơi sai nha em. Bác sĩ nói nhẹ vậy con hơi sai á, có phải không? Có phải đúng vậy không? Uống phải vậy chứ của ai? Uống phải vậy chứ của ai? Không, không nói anh, không phải là của anh, nhưng mà ý là sao bác sĩ nói vậy nó khó, tại vì con mới mổ sau tầm 1 năm là mới có em bé. Đến phần kia đi, đúng phần rồi. Kia đi. Dạ. Anh ấy trẻ tuổi hơn mình. Dạ. Đúng không? Dạ. Chắc chắn là về ở với nhau chắc lòi rất là nhiều tật xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Ông này thì ổng có cái tật là ổng nhây. Lâu lâu bây giờ thì ổng bị ngược lại, ổng sẽ hỏi em có yêu anh không? À em có yêu anh không? Con trả lời là yêu. Sao? Không nghe. Yêu. Sao? Không nghe. Cứ vậy là mình quạo. Tại con là người rất dễ quạo. Không thích hỏi nhiều, đừng hỏi nhiều, đừng hỏi lầm dùm, hỏi lần thôi. Mà mình đã vừa chăm con rồi, mình vừa chăm chó nó, mình rất là dễ bực mình mà ổng cứ yêu anh không, yêu anh không. Cứ vậy hoài, từ sáng tới chiều mà ngày nào con cũng phải chửi. Nói em mệt anh quá. Em mỗi lần bà chửi mình thấy sao Thịnh? Dạ thấy vui chứ, tại vì giờ một ngày mà im là con không chịu được. Tại vì là con hay cãi lộn mà mấy cái vụ mà xàm 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 thôi à, chứ không phải là nó lớn lao hay là nó gây gắt gì hết. Đó kiểu vậy, giống như là con nhây quá cũng chửi. Hoặc là ví dụ như con làm gì không đúng cũng chửi. Liếc cái thành nó quen mà một ngày bà im một cái nó sao kỳ vậy ta, chết rồi hôm nay có vấn đề rồi. Đó kiểu đại loại. Cho nên là phải chọc để cho bà chửi. Giống rồi. Tôi vậy đó. Hồi đó tôi chưa có con đó, tôi hay chọc vợ tôi lắm. Ngày nào bà không được tôi là ngày đó tôi ngủ ngon á. Rất khoái được. Rồi sao nữa nè, tiếp tục còn tật xấu gì nữa? Thứ hai, chỉnh chu quá mức. Con không phải là con bê bối nhưng mà ông quá chỉnh chu. Ông xịt nước hoa một cái là con tự xịt hết nguyên một chai. Anh xịt cái gì dữ vậy? Mà đi đâu là xịt chỗ nó con dị ứng với mùi nước hoa, xịt rất nhiều. Đối với con là mùi hôi đó mà nói hoài cũng không sửa, cứ thế xịt. Mà có con nữa, ông nói cho con ngửi chung cho nó vui, cho nó thơm. Nó không có thơm gì hết trơn. Hôi lắm là cũng cãi lộn vụ xịt nước hoa. Cái thứ ba là ông cọc. Ông đang cười đó mà nói gì không hài lòng lắm đâu. Ông không hét lên, ông không lớn tiếng nhưng mà ông sẽ gần cái giọng xuống. Vậy em muốn làm sao? Con à, con có một cái chìa khóa vàng rồi, con sử dụng cái chìa khóa đó đi. Dạ. Chồng con là vừa thích có con mà lại vừa thích có con gái nữa. Dạ. Cho nên là bé cứ càng lớn rồi thì chồng con sẽ càng thay đổi những cái mà con mong muốn chắc chắn vậy luôn á. Cô ấy có những tật xấu nào đáng yêu nào? Có một cái tật xấu rất lớn là vợ con kèo, kèo lắm. Một bữa nào đó mà mình, ví dụ mà đi mua đồ hoặc là ăn uống gì mà chi quá nhiều tiền thì là mặt bả nụ liền. Đó, kiểu vậy. Hoặc là ví dụ mình phụ nữ đi thì mình cũng phải thích mặc đồ đẹp, thích này nọ, còn bà này không. Trang sức, nước hoa, quần áo đẹp, giày đẹp, tất cả mọi thứ bà không cần. Bà chỉ cần là trong người bà có nhiều tiền thôi. Đó, kiểu vậy bà rất mê tiền. Mỗi ngày có đếm tiền mà là dạ, lâu lâu cái lấy vàng nó đếm. Dạ đếm hoài luôn ngày nào cũng. Dạ đúng rồi. Nói chung là chi tiêu nó rất là chặt chẽ. Thì cái tính của con trước khi quen bà là con thích xài những cái đồ mà giống như nó không phải là hiệu nhưng mà nó cũng tầm 3-4 triệu, 4-5 triệu vậy đó. Thì con mua thì con cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi quen bà là không. Mấy trăm. No. Anh mua cái 100 mấy mặc được rồi. Bả là giống như là bạn thân của chợ gì đó. Chợ Hành Thông Tây. Đúng rồi, chợ Hành Thông Tây ra mua đồ mấy chục ngàn đồ bộ mặc đi đâu cũng mặc cái bộ đồ đó hết. Thậm chí là nhiều khi mẹ con này, mẹ ruột con á còn nói: "Trời Vân ơi sao mà mày nhìn mày không có chị không gọi là già hơn Thịnh này đó, mẹ còn phải đi mua đồ để cho bả mặc nữa." Đó tại vì bả không có chăm chút mấy cái đó. Rồi sao có nhịn ăn nhịn uống gì không? Dạ không, bà này khoái ăn uống lắm, không lấy tiền mua đồ nhưng mà ăn uống thì chi rất là thoải mái. Đúng rồi. Nhưng mà chi nhiều quá thì mặc nụ. Còn rồi. Gì nữa không? Nói chung vợ con cứng đầu. Đó, nói cái gì thì phải cãi trước, làm thì vẫn làm nhưng mà cãi trước cái đã. Xong rồi phải giải thích. Tối chuẩn bị đi ngủ nhiều khi 11, 12 giờ là tự nhiên nhớ đây nó cằn nhằn tới 2, 3 giờ sáng luôn. Phụ nữ người ta cằn nhằn là chuyện bình thường, nhưng mà có cằn nhằn thì cằn nhằn cái giờ nào đó. Đúng giờ đúng giấc. Đúng rồi, đúng giờ đúng giấc đi. Rồi cái chuyện cằn nhằn thì cô nghĩ là nên thay đổi. Cái đó dễ mà điều tiết lại thôi. Còn con á, biết sao không? Bữa nào á con phụ nữ á nói vậy thôi chứ mà yêu bằng lỗ tai đó con. Con là con quá tuyệt vời trong vấn đề về hành động rồi. Nhưng mà giờ con bồi thêm. Nếu giờ chưa quen thì lâu lâu con làm cứu. Hôm bữa nay làm luôn đi chị. Hiểu không? Ừ, làm luôn hả? Làm luôn đi chị. Thể hiện với vợ, muốn dành cho vợ một cái sự bất ngờ. Thì nói chung là từ đó tới giờ thì từ lúc mà yêu em cho tới cưới em á thì anh cũng không có cho em cái gì được nhiều. Đó. Thì nói chung là anh cũng làm em buồn nhiều. Nên là những cái tật xấu của anh thì anh sẽ cố gắng anh bỏ. Với lại anh cảm giác là bây giờ anh chưa có lo được cho mẹ con em được những cái thứ tốt nhất. Thì anh sẽ cố gắng. Thì trong thời gian sắp tới anh sẽ lo được cho em nhiều hơn cũng như cho con nhiều hơn ha. Trời ơi, dạ nói cái gì đi con. Em phải cảm ơn anh đã là chồng của em.
là ba của con em. Anh không phải là một người quá lãng mạn, nhưng đối với em chỉ cần như vậy thôi. Em mong là sau này anh giữ sức khỏe và mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Trời ơi, một cái trời ơi. Mãi yêu mẹ con em như thế thôi. Anh chỉ chúc cho hai em nha. Dạ. Sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa nha. Vợ cũng hiểu mình nói. Anh cũng muốn giống em lắm nhưng mà anh nói tiếng Anh rồi. Của mình chưa được ha. Level của anh ở số 1 thôi. Thôi đẹp. Mà các em tới số 100 rồi. Anh sau, khổ sau quá. Sau chương trình này cho em tặng nhanh cước thuận mật khóa cãi nhau bằng tiếng Anh. Ô trời ơi, được. Ok, anh đồng ý liền. Cho mình bớt giận. Dạ. Rồi, dạ. Nhưng mà nó nghe nè, sau cái bữa mà đi uống cà phê nói rất nhiều như vậy thì rồi sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Dạ. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop và nói bằng tiếng Anh, dạ, đúng không? Dạ. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình và có nụ hôn đầu tiên? Dạ, thì nhiều khi ảnh mời em nhiều quá mà trong lòng em lúc đó là mới năm 2 còn rất là máu học. Tại vì học sinh giỏi mà rất là muốn học, rồi đi làm nữa đâu có thời gian đâu. Nhiều khi nói trời sao mời hoài, kiểu trong lòng như thế. Nhưng mà có một hôm thì đi mời em ở Sài Gòn em mới đi được. Sau đó thì em đi, ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7. Cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em, Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ, nắm thì nắm đi, còn nói câu nói. Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Nên là em kể cứ cho nắm luôn. Có nói là nắm đi không? Dạ không, em cứ im thì muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì anh nắm tay em xong sau đó thì đi dạo một vòng. Rồi cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, tại vì hai người cùng học và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cả hai đều hướng về gia đình, cho nên là sắp xếp mọi công việc để có thể về Biên Hòa. Ảnh thấy em đi xe máy, con gái đi xe máy hoặc là xe buýt nguy hiểm quá mà xa nữa, cái quận 7 đi về Biên Hòa rất là xa, thì ảnh có ngỏ lời là ảnh đợi chở em về. Chở bằng xe máy hay sao? Dạ xe máy, lúc đó là xe máy. Lúc đó là ảnh, em không biết ảnh là ai, em chỉ biết ảnh là làm dân ngân hàng thôi. Lúc đó là ảnh vừa đi làm ngân hàng vừa khởi nghiệp nên là công việc cũng rất là bận. Xong sau đó thì chở em về, thì đứng ở trước nhà mà mẹ em thấy ủa, kêu bạn vô đi chứ, đàn ông con trai chở phụ nữ về không có được đứng trước cổng như vậy, phải đi vô sân chứ để người ta dòm kiểu như thế. Thì có vô xong sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều. Thì vô rạp phim là nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên là trong rạp dạ, phim. Dạ đúng là rồi. Vô trong rạp phim có anh thích hôn lắm đó. Dạ. Có nói không? Có nói không? Lúc đó thì chưa, không có nói. Chỉ có quay qua coi phim ma nữa, nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Nhưng mà thật ra em đâu có sợ đâu, nhưng em cũng giả bộ sợ để em núp vô, thế là ảnh hôn luôn. mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền chứ không có để lọt lưới gì hết trơn, đúng không? Dạ. Như vậy là chính thức quen nhau sau bao sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Thật sự là khoảng 9 tháng đầu tiên. 9 tháng. Dạ. Thì sự em có một cái góc nhìn lúc em quen Nhi á, thì em biết bà này chị đang là sinh viên, bạn sẽ ưu tiên việc học và bạn cũng đang năm 2 thôi. Nhưng mà lúc đó em đã vào độ chứng là 29 tuổi rồi. Và em nhìn lại từ lúc em 24 tuổi là em có một mối tình đầu tiên là 5 năm á, thì em gần như tất cả những bạn gái trước đó em không hiểu lý do vì sao có thể rất vui, rất nồng nhiệt, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng cứ sau khoảng 6 tháng 1 năm nó lại có một cái điểm dừng nào đó, tự nhiên hai người phát hiện ra. Thì khi mà em sau 9 tháng em nói chuyện với cô bé này á, thì em nhận ra một cái điều là không hiểu cái cảm giác yêu của em không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Nhưng em cứ về em gặp cô bé này em nói chuyện thì em có một cái chữ là em thấy em yên lắm. Em yên bình á. Bình yên á. Bình yên vô cùng, mình 29 tuổi mình không còn muốn ra, không phải một cái quan hệ gì nữa. Mình tìm một cái gì đó bình yên và mình thấy là cô bé này cho mình một cảm giác yên, cho nên bây giờ con trai của em tên là Đinh Đức Yên. Và cô bé này có một điều là thích nấu ăn. Thích chăm sóc gia đình. Hướng nội và rất có những cái điều mà buổi sáng sớm khi em đi làm á thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay. Anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng, mà trước giờ những cô gái trước đó họ không có điều đó. Còn ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác em sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn, anh đi công tác bằng em nhé. Thì những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi, thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này, thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Em rất nghiêm túc luôn. Em hiểu. Và em không biết bạn này nghiêm túc với em không, thì em vì bạn trẻ quá, hơn nhau 9 tuổi, góc nhìn nó khác lắm. Tại em 29 tuổi em ra đời em làm ăn em hiểu hết cuộc sống. Nhưng em không chắc bạn này sau ra trường bạn có muốn lập gia đình hay không, hay bạn sẽ trả lời với em là anh Quyền ơi em chưa có sự nghiệp mà. Mà chẳng lẽ bây giờ em đợi đến bạn 28-30 tuổi bạn mới hôn thì em lại già mất tiêu rồi. Trên đôi khi một số giai đoạn đó em cũng 2 năm đầu tiên em không dám là phải nói với Nhi là anh rất muốn là sau khi em ra trường mình kết hôn đi. Tại lúc đó anh cũng 32-33 tuổi là rồi. 2 năm đó. Thì rất nhiều những yếu tố đó sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành. Và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình, chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Nếu mà bạn ưu tiên kinh doanh như em thì chắc có thể là sau 4-5 năm quen nhau
phải đợi thêm 4-5 năm nữa thì nó rất là tương như vậy. Là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu. Dễ gì? Dạ. Em xem không phải tại vì bạn này nói rằng là cô ấy luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Khó lắm, bình yên gì, vợ chinh nhau 9 tuổi, quan niệm về lý tưởng, về cuộc sống. Dạ, thật ra là 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á, thì nó dường như là một màu hồng. Màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á, nó rực rỡ, nó đẹp vô tươi, cùng. Hồng tươi, hồng tươi. Tươi mà không có một xíu xám nào hết, cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Thì giống như anh nói là tốt nghiệp xong thì em có nhiều cái suy nghĩ rộng mở hơn. Lúc đó em có mong muốn là học thạc sĩ nữa. Thì em cũng đi làm khoảng 2 năm thì ảnh nói là đủ nồng, đủ mùi, đủ chín mùi để mình kết hôn rồi. Thì lúc đó em về nhà em cũng đắn đo dữ lắm, cũng suy nghĩ. Tại vì 2 năm, từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết. Cái này chắc để chồng chia sẻ. Thật sự là em không, mình kể về cái vấn đề mà trầm trọng á. Dạ. Những nguyên nhân trầm trọng. Thật sự là lúc mà em đi á, là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu. Trên 2 năm đầu tiên là ăn uống mọi thứ là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tuy nhiên cuộc đời cá nhân của em, tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công. Và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Thì anh chị biết là từ vai trò người làm thuê đó, em gắn trách nhiệm của một ông CEO. Tự nhiên doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Về cái doanh nghiệp của em, đúng rồi. Tự nhiên là em bỏ công việc ngân hàng, lương lúc đấy cũng vài ngàn rồi. Mình qua mình nhận một cái số tiền 5 tỷ và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần, khi nào cạnh tranh. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020. Khi lúc đó em đang xây dựng một mô hình kinh doanh, đó là ở thị trường Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt là 16 chi nhánh. Mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2 2020 Covid nó xảy ra. Tự nhiên Covid nó xảy ra và tất cả chúng ta đều không biết Covid là gì. Và em cũng không biết Covid là gì, thì em nghĩ nó chỉ là cái gì đó cảm cúm thôi. Chắc tuần 2 tuần trong nhà nước lại ok, lại kinh doanh bình thường. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Với chiến lược của em nó đơn giản là nếu anh Thuận đi học tiếng Anh của em thì bất cứ lúc nào anh Thuận lên Đà Lạt chơi, em thu anh Thuận 100.000 tiền phòng thôi. Thì đó là một chiến lược rất hay, cho nên học viên của em họ rất là thích. Thì trong giai đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 5 em vẫn giữ 3 thành phố đó, 16 chi nhánh. Và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Mỗi tháng em lỗ 300 triệu. Mà khủng khiếp. Mà gồng trong bao lâu? Và em gồng liên tục á. Có nghĩa và giai đoạn đỉnh điểm năm đầu tiên á là cứ một tháng em lỗ 300 triệu và 10 tháng là 3 tỷ rồi. Và cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Ngồi trong nhà hết mà. Và mỗi một ngày cái học viên họ than phiền là bây giờ đóng cửa, có dạy online không, có đảm bảo chất lượng không. Và cứ mỗi ngày cái cầm len nó đến với cá nhân em nó khủng khiếp. Thì các em không biết tại sao lúc đó em đổi tính, cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Và em không giống như các cặp vợ chồng khác. Cái giai đoạn bọn em yêu nhau là giai đoạn bọn em khó khăn nhất. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi. Đấy, bây giờ cô cứ sống như này sao tôi sống? Mà mọi người biết là lúc mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng mà. Thì cái giai đoạn đó là gần như là có giai đoạn là cứ hai ngày cãi nhau lần. Và em bị vô cảm giác tiêu cực là bây giờ không muốn yêu nữa. Mệt quá. Tại vì vừa áp lực công việc mà, áp lực kinh doanh và áp lực từ phía vợ nữa. Thì em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào. Bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Lúc đó em sao Nhi? Dạ thì có một cái đỉnh điểm là dịch xảy ra xong khoảng em có theo dõi, em có quan sát chồng. Thì một khoảng thời gian sau qua Tết á, thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi, làm anh Quyền một người nữa. Và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh. Tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Thì em phụ anh thì càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm làm hai vợ chồng, tại vì không còn văn phòng nữa thì có mở văn phòng tạm tại ở bên nhà chồng. Thì em có tiếp xúc nhiều hơn với mẹ chồng. Thì có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm. Thì lúc đó cãi nhau buổi khuya. Thì cái tiền sử của em là cũng có hơi tim nhẹ một xíu, nên là hồi cấp 3 em rất là hay xỉu. Cho nên em cãi nhau quá, em mệt quá, cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Thì thế là mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó. Lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em xin phép em như vậy. Mẹ em nói để lên đón, mà mẹ chồng em nói thôi cứ để cháu ở đây. Thì sáng mai mẹ chồng có nói với em là cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là quen nhau mà thấy cực quá, cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn.
kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi, để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được. Nhưng mà lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó em không nói gì hết, quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi, để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Tại sao em lại kéo như lại? Em có một cái câu không, mẹ em có nói, có khuyên em là nên chia tay đi không? Mẹ em là người rất thẳng thắn. Mẹ em chỉ nói như thế này này: hai đứa bây giờ chưa kết hôn mà, cứ cãi vã nhiều vô đi. Và cái việc dừng lại nó không phải là chấm dứt đâu, nó dừng lại để cho hai đứa có thời gian nghĩ, dành cho nhau một cái khoảng không gian. Thì và với lại mẹ em với mẹ Nhi rất là tôn trọng cái việc hai đứa chia tay, đó là chuyện của các con. Bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này. Gia đình em may mắn là em với Nhi rất được ủng hộ từ phía gia đình, rất tạo điều kiện. Nhưng mà khi cái tần suất cãi nhau nhiều quá rồi, là phụ huynh chắc là phải có một cái điểm khoảng lặng, và chính cho hai đứa trẻ này được lựa chọn, chứ không gây áp lực cho bé đó nữa. Thì mẹ em chỉ nói là đàn ông á, thì con sẽ gánh vác trên gia đình mình, đó, câu chuyện tài chính, kinh tế là chắc chắn rồi. Thì bây giờ con coi lại cái thời gian 3 năm vừa qua con với Nhi cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại, thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Thì em nhớ lại lý do vì sao em quen Nhi. Bởi vì cái an yên mà bạn này mang lại cho em. Và thực sự nó không phải lỗi của bạn này, bởi vì cái cuộc sống này tự nhiên nó thay đổi bản thân mình. Và mình không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó, thì em điều chỉnh em lại. Tự nhiên em nói với Nhi là thôi em đừng làm với anh nữa. Em đừng gặp anh nữa. Nếu mình có gặp nhau thì buổi tối mình nói những câu chuyện vui thôi. Em cũng đừng hỏi kinh doanh của anh ra như thế nào nữa. Tại vì có thể những cái lâu hỏi kinh doanh của anh, của em nó có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn là mình nói cái gì về định hướng, mình nói cái gì về xây dựng gia đình. Thì những cái lời chân thành đó bắt đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn. Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, là hai bạn đã tự điều chỉnh được. Để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa. Đúng không? Chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng không? Đúng không? Lúc mà quen nhau cho tới thời điểm này là hơn 6 năm, gần 7 năm, thì hai đứa em vẫn giữ được một cái cam kết với nhau là dù có cãi nhau như thế nào thì buổi tối cũng phải tự mà làm lành với nhau trước khi đi ngủ. Tại vì không có muốn đem cái gì buồn bực tiêu cực đi lên trên cái giường. Thì hôm đó mẹ nói như vậy rồi mẹ chồng nói là chia tay đi. Rồi tối hai vợ chồng ngủ chung thì cũng mỗi người một niệm, chung phòng mỗi người một niệm. Sáng mai lại ảnh lại dẫn em đi ăn sáng. Mẹ chồng nói hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc hả? Đó, cứ đóng phim Hàn Quốc, hôm nay đóng khóc lóc, mai lại cười, cứ suốt như vậy cho tới khi kết hôn. Dạ. Tức là cái lần đó là cái lần chia tay chớm đó đúng không? Chớm và cũng nhờ cái cú xỉu đó. Nhờ cái cú xỉu đó mà hai vợ chồng lại. Dạ, có thể là có xỉu đó cho nên không ai nói gì ai nữa, đúng chăm chứ? Sóc cho em thôi. Và em thấy là may mắn nhất đó là khi có sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Chứ không phải là do hai đứa em là trẻ con hay em cãi nhau nữa, mà đây là mình cãi nhau và bố mẹ mình nhận ra cái điều là bây giờ hai đứa tự điều chỉnh đi. Không ai giúp được hai đứa đâu. Nhưng mà như vậy là vợ em nó quá giỏi. Tại vì cô bé này còn nhỏ tuổi. 24 mà luôn. Mà đã tự lúc đó thì có 22, 23, 22 à. Mà tự điều chỉnh được cái cảm xúc và cái cách để mà có thể điều tiết được mối quan hệ là quá hay luôn. Nhưng nếu như vậy thì mỗi cô bé cùng trang lứa mà không có được những cái điều kiện đó thì thật sự là rất khó. Vậy thì sau khi cưới có đứa con đầu tiên thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á có tự làm được không? Thật ra là sau khi sinh một tháng, sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau tưởng, 2 tuần mới sinh xong. Đúng 14 ngày. Em cứ tưởng là bị đau dạ con. Thì em cũng có nhắn tin hỏi bác sĩ em có uống thuốc giảm đau này kia. Tại vì cho con bú mình cũng không có được uống tầm bậy. Sinh nhiều. Mà hôm đó linh cảm như thế nào mà chịu hết nổi rồi, nhờ bà ngoại lên chăm bé thì 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì mổ xong phải thông 2 cái ống dịch, nó rất là nhiều, ra chảy ra ngoài. Thì tập đi, tập đứng mà nước mắt cứ rớt thì phải cố gắng để về với con. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố thì nó khoảng 3 tháng, 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu. Thì sao? Đưa hết đi 8 cái bệnh viện. Bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm. Thì em có bị stress sau sinh. Em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó trước mắt là em lại đập phá. Em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn. Em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại. Mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được.
thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự cầu nguyện, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào. Dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Thì mình suy nghĩ trong đầu một câu: chồng mình đã như vậy, đã thương mình như vậy, đã có mọi người giúp đỡ mà mình còn không tự vượt qua được thì không ai giúp mình được nữa. Nhưng mà em bé là có đi bệnh viện không? Dạ, hay là có. Điều trị như thế nào, bao lâu thì mới hết? Dạ thì bé vẫn uống sữa mẹ đến lúc tháng thứ 6 thì vẫn không có hết, càng uống sữa mẹ. Và em cứ tưởng là do bản thân em ăn đồ không có tốt nên em bé đi như thế. Thực ra là em cho ngưng một 10 ngày để uống sữa ngoài, tại vì sữa ngoài thì chắc chắn sẽ không đi nữa, mà càng uống càng đi, một ngày đi khoảng 15 lần, cứ đi máu như vậy đó. Mà máu tươi luôn, như mình hút máu ra vậy. Thì em mới nói với bác sĩ, thì bác sĩ nói là con bị dị ứng sữa, bị dị ứng đạm bò, dị ứng đạm sữa bò. Xong sau đó phải uống sữa thủy phân toàn phần, nó xung sữa đặc trị cho bé, rất là đắng, rất là hôi, không uống được, bé không chịu uống, phải đút từng muỗng, cũng không uống luôn. Mỗi lần cho con uống mà nước mắt em cứ rớt, em lại vô khủng hoảng lần hai. Xong sau đó em đi tìm sữa khác cho con, nhờ bạn ở bên Pháp, nhờ bạn ở bên Úc tìm sữa cũng có những cái bệnh như giống con mình, thì có gửi về cho em một cái hộp sữa gấp trong tức tốc khoảng một tuần là về đến sữa đến nơi. Thì cho con uống thì chỉ cần uống hai lần thôi, con đi bình thường lại. Trời, mừng quá. Trời, cái hiệu đó là hiệu gì cơ? Dạ là Novalac của Úc, của Pháp. Novalac, dạ, sữa đạm gạo. Biết sao mình nói để cho ví dụ những bà mẹ có những đứa con giống vậy để họ biết. Có Novalac. Em có một người thân đây này đó, Novalac đạm gạo của Pháp. Của Pháp, Novalac đạm gạo của Pháp nha mọi người. Em đã từng có người thân mà em bé đã từng bị như vậy, mà coi như là vì dị ứng đạm bò. Và cũng phải lây hoay. Bây giờ bé 11 tháng cũng chưa có ăn được cái gì từ phô mai, từ sữa bò, từ thịt bò lại ngứa, chỉ ăn được những cái không làm từ cái sữa bò đó. Bây giờ phải khổ đi em nhiều. Từ gạo nè, từ đậu nành nè, từ khoảng 3 tuổi thì bé sẽ hết, nhưng mà em cũng hơi kệ. Em cũng không bao giờ. Không có sao chứ, bây giờ rất là nhiều cái loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên đó. Nhưng mà lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Thực sự nó có một cái điều là em may mắn là em là con út trong một gia đình, em có ba người anh chị nữa. Thì ba anh chị đó là mình quan sát cái cuộc sống hôn nhân của họ. Và trước khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này, mà em nghĩ là khi em nghiệm lại đúng rồi. Tại thật sự là em lớn tuổi hơn Nhi thì cái trải nghiệm của em và cuộc sống nó sâu sắc hơn xíu. Mẹ em chỉ nói là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ, chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Thì em khác người đàn ông khác là lúc mà Nhi sinh á, thì em chọn, em nói bác sĩ á, là cho em vô, em đỡ sinh với vợ. Là trong phòng sinh là có bác sĩ, có dưỡng sinh và có em. Nghĩa là mình quan sát vợ mình đau từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Tại vì vợ may mắn sinh thường. Và mình nhìn cái cảnh đầu tiên là đứa con nó được sinh ra như thế nào. Thì những cái điều đó trong mỗi ngày vợ dẫn con đi bệnh viện, bất cứ lúc nào mà em đang đi làm, em đang kinh doanh nhé, mà vợ chỉ nói là anh ơi, bé đi ngoài nữa rồi, anh về đi bệnh viện, là em bỏ hết việc. Em không quan tâm kinh doanh nữa. Và thật sự em cũng mong muốn là khi em lập gia đình thì em nghĩ là phải hy sinh. Dẫn đến là em luôn có một cái tâm niệm là trong một buổi khuya đó, vợ em có thể thức giấc 2 lần thì em phải thức giấc 1 lần. Và em làm điều đó liên tục trong vòng 6 tháng. Và bây giờ này, cứ tầm 4 giờ rưỡi sáng yên thì em nó dậy rồi, tại nhất nó đi ngủ lúc 7 giờ rưỡi. Thì 5 giờ sáng nó dậy, mà lúc đấy vợ mệt rồi, tại vì vợ phải cho bé uống sữa khuya. Thì tầm 5 giờ em lại chăm. Thì đối với em á, là em biết vợ em bị stress mà. Cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Mình phải tự tâm niệm như vậy. Tại vì nếu lúc đó, tại vì thật sự nếu mà anh Thuận với chị Vân biết, ở ngoài thị trường em là diễn giả, em là doanh nhân mà em nói ngoài đó, nói ngoài được. Dạ, có nghĩa là em có khoảng 100 bạn nhân viên cấp dưới mà em hét ra lửa. Nhưng mình không được mang cái điều đó về nhà. Đúng. Mình không được lấy cái quyền mình làm chủ hay là mình làm tài chính mình phản đối vợ mình. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là mẹ chồng em nói, mẹ vợ lúc mà cưới thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ. Nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Dạ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên, em nói là mẹ ơi, cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ con, chứ bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Và rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói thôi rồi mày đi ra ngoài đi. Tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa im mà, mày cứ nhỏ nhẹ im. Thì tại sao chứ em biết chắc chắn nếu mà Nhi ở bên nhà nội, nhà vợ mẹ em thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu là có. Đôi khi mợ Nhi sẽ không chia sẻ được. Đúng rồi. Cho nên cái việc mà em chấp nhận là em ở bên ngoài là giúp cho cái việc lúc nào mẹ con mà thủ thỉ với nhau, đi chơi với đúng nhau, chăm bé với nhau. Cho nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên.
May mắn, là, dạ. May mắn là ông chồng mà, quá tâm lý. Lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Áp lực chị vậy luôn á. Là sống chết gì bỏ hết mọi thứ là phải qua để chứng kiến nó lúc nó đẻ. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai bà chồng chắc coi chương trình này nhiều rồi đúng không? Thấy là tới cái phần hấp dẫn rồi đúng không? Đến cái phần nào mà mình cần phải gọi là tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể mà trong mắt nhau gọi là thật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi nói trước đi. Nôm na quá. Dạ thật ra thì cũng không phải là thật xấu gì quá xấu. Có hai cái, suy nghĩ ra là có hai cái. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Thật ra là không phải là ảnh ở dơ mà vớ hôi, không phải. Mà là mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài là ảnh sẽ phải mang giày. Anh giày đi làm, đi nói talk show hoặc đi bất cứ ở đâu ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Thì nhưng mà mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Quán đồ, mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Thôi em đi về nhà em mới mất, không biết vì sao là. Mà ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Ở nhà thì em là người giặt đồ, đem đồ đi giặt, đem đồ đi phơi. Có máy sấy thì đâu có phơi ở ngoài xào đâu mà người ta lấy, hoặc nó bị bay. Mà cứ mỗi lần bỏ vô máy giặt xong rồi, tại vì bỏ đồ vô máy giặt em cũng không có kiểm, chừng nào lấy ra phơi thì em mới kiểm thôi. Là bao giờ cũng mất một chiếc. Bao giờ cũng vậy, chỉ hiếm lắm thì mới còn đủ hai chiếc, mà chắc hai chiếc trái với phải cũng khác màu nữa. Xong rồi em cứ nói ảnh hoài, em nói anh cũng không biết đâu. Thế xong rồi em mới nói vậy thôi. Bữa sau em đặt trên app á, hàng sale 150 đôi, em về em để tủ. Một đôi y chang nhau. Dạ không, giờ... 50 đôi cỡ trung, 50 đôi cỡ thấp, 50 đôi cỡ cao đó. Thì đó để mà mình có thể mất cái này. Là bây giờ có mất dần không? Dạ cũng vẫn mất như thôi. Không, cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Cái đó nhà chị em cũng đi vớ nhiều nè. Không, mà sao không mất? Luôn luôn chị là cái người mà lúc đó chị sắp xếp đồ đạc mà tủ vớ là luôn luôn nó sẽ lòi ra khoảng một chục cái chiếc lẻ. Dạ. Mà mình không biết là cái kia nó ở đâu. Dạ tại vì em khó chịu đến cái mức là mỗi lần anh đi công tác đêm khuya khoảng 9-10 giờ thì ảnh mới đi tìm đôi vớ để soạn đồ quần áo, mà 9-10 giờ em có thể chạy đi mua vớ cho ảnh được đâu. Cho nên là em cứ mua về sẵn á, anh mất cũng không, vô trọng lấy đôi mới đi. Không, giải pháp rất là thông minh. Là một chị phải bắt chước một tức là 50 đôi y chang nhau. Em hiểu không? Để có mất cái này vẫn còn cái kia, không có vấn đề gì luôn. Đúng rồi. Trắng đen. Đúng, dạ, đúng. Bây giờ vợ em bà cũng mua một lần mấy chồng. Đúng rồi. Mà em cũng không có mua vớ xịn đâu, vớ dưới 10.000 một đôi thôi, tại mang có lần hay là. Bây giờ nhiều vớ nó rẻ tiền lắm em ơi. Tới nỗi bây giờ con Đức Yên của em mới có 1 tháng cũng y chang cha. Cũng mất vớ luôn. Sáng em mang cho nó, xong trưa em gom đi giặt đồ, em thay vớ mới cũng còn có chiếc. Mẹ hỏi con quăng đi đâu rồi? Mà giờ biết trả lời đâu mà trả lời. Cũng bây giờ còn bé xíu mà cũng y chang ba. Trời đất ơi, về nhà là mất vớ. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Dạ. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi. Hiểu không? Giờ tìm cái khác đi, tìm cái khác mà chưa tốt nữa đi. Ăn uống có dễ chịu không? À, dù ăn uống nữa là thêm một cái nữa là thành ba nha. Giờ còn thứ hai. Cái thứ hai đó là rất khô khan. Không phải lạnh lùng thì không hẳn là lạnh lùng, nhưng mà không có mềm yếu. Anh chỉ có tin mỏng, là dạ, mềm yếu, đúng không? Dạ anh chỉ có tin là 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung, nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn, nhưng mà tối thì có nói là chỉ thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Nghĩa là cảm nhận à, nhận trong cái tờ. Dạ, có một lần lúc mà quen nhau, em phát hiện ra đó là ngày 8 tháng 3 có tặng cho em một cái lãng bông rất là bự. À, em đang học trong trường á thì có shipper giao tới, nhắn em ra lấy luôn. Nhưng mà về em điều tra em nói, ủa sao đồng nghiệp của anh cũng cúng bó một bó bông như thế. Thì ra em mới biết là do công ty tặng nhiều, xong rồi đem tặng lại dành còn dư một cái tặng cho em đã tốn tiền dễ mua. Sợ chưa? Quá dữ. Không, cũng một trong đôi chuyện em. Dạ. Chứ nhiều khi cái bó bông nó đẹp quá. Mà tự nhiên mình đúng không? Dạ. Tự nhiên cái mình đem mình đi ra mình bỏ cái đó để mình ra chợ mình mua cái đó. Cái đó nó gọi là sáo rỗng. Dạ. Không phải nên là mình nhưng vấn đề là tấm lòng. Dạ. Từng trong cái bông đó là gửi gắm cái tâm hồn của mình. Trước câu chuyện đó thì em có nói anh em không có thích bông, cho nên anh không có bỏ tiền mua bông, thay vào đó là anh để hết tiền một năm tặng mấy cái lặt vặt, dẫn em đi du lịch, trả hết tất cả mọi chi phí. Thì anh chỉ hành động thôi, ít khi nói lắm. Rồi thôi cũng phải ước ác, tương lai là phải ước ác chút xíu. Rồi ví dụ ăn uống sao nè? À còn ăn uống thì một ngày phải đúng ba món, canh có, rau có, rau luộc, rau xào và món mặn. Thì lúc mà em ở Sài Gòn á, 7-8 giờ tối mới đi làm về, em cũng không có làm kịp nhiều cái món như vậy. Nhiều khi nghĩ trong bụng trời ăn gì mà khó khăn quá kiểu như thế, nhưng mà thật ra là bản chất cái cơ thể của anh phải ăn đồ mát. Cho nên là dần dần thì cũng phải tập quen, cố gắng dù có
trễ cỡ nào cũng phải đủ như vậy, cũng phải đủ ba món, ba cái loại như vậy mỗi ba loại rau à, chứ không. Còn một loại rau mà ba món được không? Dạ không, rau, xào, phải có rau luộc. Phải có canh và phải có đồ mặn, phải có rau luộc, rau xào rồi đó thì đó dạ. Mới nói là một loại rau mà ba món được không thì hay là phải ba loại rau? Ba loại không rau có ngán nha. Một loại rau này chị nói em nghe là rau muống xào tỏi, cái rau muống đó đó em luộc, em luộc mà em bỏ miếng cà chua vô trong dạ, cái nồi đó các thứ là được muống canh, canh rồi đó. Muống nữa đó. Là canh đó, là canh luộc rồi đó. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng salad nữa em thì hiện tại không ăn salad trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Dạ, đúng không? Tới nỗi mà đi ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc cho luộc khách sạn. Còn nếu là có, có bữa nào mà không có rau thì ổng sao? Dạ có thì phải vô quán ăn phải hỏi người ta nay chị có bán rau không, có thì mới vô ăn, không có thì không có ăn. Nghĩa là, có nghĩa là bữa ăn phải phụ thuộc là rau đó, không có rau có. Ăn không được đúng chưa? Rồi dạ. Cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng không, cũng được được á. Nỗi xấu ừ, không đến nỗi đó ừ. Là sao đào sao đơn. Đâu, bây giờ ngược lại coi nè, giờ ngược lại coi nè, cổ nè sao nè. Thực sự thì may mắn là trong quá trình yêu nhau cãi nhau nhiều quá rồi. Và mình hai đứa nhận ra là cãi nhau toàn những thứ lặt vặt thôi, khác quan điểm, khác định hướng, khác lối sống. Cho nên khi mà kết hôn á thì thật sự là em, bọn em kết hôn có 2 năm nhưng mà trong liên tục 6 tháng vừa qua bọn em chưa hề cãi nhau bất cứ điều gì. Và em có điểm mà em nghĩ là điểm yếu của em luôn, chứ không phải, nghĩa là em rất là thẳng thắn trong tất cả mối quan hệ xã hội, em thẳng quá. Em nhận ra như vậy, nghĩa là đối tác, nhân viên, khách hàng, em chỉ chọn lựa những người nào em chơi thôi, những người nào khác em không chơi. Và đôi khi em lại về em cứ nói vợ theo tính chất là ông chủ, nhân viên á, mà mình điều tiết không kịp thì có những giai đoạn là Nhi rất khó chịu với em đó, anh đừng có nói chuyện với em kiểu đó. Thì em mới nhận ra là tại sao vợ mình phải dùng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ nhàng hơn xíu, nhẹ hơn xíu. Rồi bây giờ tóm gọn lại đi, là tật xấu của cô ấy là cái gì? Tật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn, tại vì hiện nay em luôn cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Những cái gì mà Nhi không hài lòng với em á thì em luôn nói với Nhi là em nói ra cho anh biết để anh sửa, chứ Nhi em đừng có giấu những cái đó. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bạn hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như này lạc đề. Em lạc đề rồi, em lạc đề rồi. Em lạc đề lâu lắm, xa lắm. Bây giờ lạc đề mà lạc trôi luôn. Ừ đó, lạc trôi đó. Bây giờ cái tật xấu, cần em kể xấu cô ấy. Thật sự đối với em, vợ em chỉ là đôi khi khác quan điểm thôi. Khác quan điểm cụ thể. Khác quan điểm có nghĩa là em không thích, thật sự em không thích xe hơi, em không thích đồ. Nhưng vợ em là anh ơi mình mua này được không, mua nào được không. Em nói cái này em quyết định đi. Tại vì thật sự cái quỹ thời gian của em nó có giới hạn. Chỉ vì bây giờ đối với em là Nhi chỉ cần ở nhà chăm con, lo lắng gia đình, và em mong muốn á là chỉ cần vợ em sau này sinh đứa thứ hai xong với bé 3-4 tuổi á thì em rất cố gắng là vợ em được quay trở lại công việc rồi. Để vợ em phát triển sự nghiệp. Còn 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗi nào của vợ em hết, tại vì cái tóm lỗi lại là không có lỗi, không có tật xấu đúng không? Hay la con không? Này, đó, cái này cô chị Vân nói đúng. Rồi sao chị hay quá vậy? Có nghĩa là đối với em á là 9 tháng nay em, tại vì có con là cái điều tuyệt vời nhất. Bây giờ sao có la con không? Thì bạn này bạn thích la con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói của em, bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn, bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ, sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Nó sẽ có chịu ngủ đi. Mà có hét không? Có hét không? Con muốn gì con nói cho mẹ biết. Mà nói vậy không phải la, nói như vậy đâu. Có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ em có nạt là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên yên không không. Anh nói em ơi 2 giờ sáng nó ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng, và lúc đó em cáu với em luôn. Bây giờ em có chăm nó được không? Em không chăm được, anh đưa xuống cho bà ngoại chăm. Thì lúc đó em gay gắt thật, tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Bạn này cũng mệt, em cũng mệt, mà vì cảm xúc thôi. Cuối cùng cả ba cùng mệt. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ, anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác, anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Tại bạn này la ngủ luôn, mẹ nó ngủ luôn. Rồi, em cũng ngủ ngon luôn. Không em ngủ luôn. Em ngủ. Cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ bà có cái la con thôi. Thật ra bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ. Nó 2-3 giờ khuya bà mệt nữa. Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Tại vì biết sao không, lấy chồng á là tức là yêu là từ lúc nhỏ 19 tuổi, chồng thì lại lớn hơn gần 1 thập kỷ, là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Rồi sau đó là phải có bầu sanh con, mà con lại gặp những cái bệnh mà bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á, đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua. Nhi phải tự điều chỉnh điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ á là nãy giờ là em tâm sự là chị hiểu được là em sẽ phải làm như thế nào để mà em điều tiết được cái quỹ thời gian của em cho vợ và cho công việc rồi. Cho nên rằng á là chị chỉ mong là về phía Nhi á thêm một đứa nữa là Nhi phải bắt đầu, Nhi phải tự kiểm thị từ bây giờ là mình sẽ phải gặp rất 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 nhiều những cái mà mình phải vượt qua rồi mình phải điều tiết nữa. Cho nên thôi thì á mình khổ trước sướng sau. Tại vì cái hạnh phúc á
hoặc là cái phước nó đến với mình ở lứa tuổi nào cũng là phước và cũng là một cái hạnh phúc mà không thua gì lúc trẻ hay lúc già. Đúng chị. Thành ra là bây giờ á, mình có hai đứa vốn liếng mình đầy đủ đúng không? Mình còn sức, còn sắc để mà mình chăm con. Đến khi con nó được 2-3 tuổi rồi bắt đầu mình renew lại bản thân, mình renew lại sự nghiệp các thứ này cái nọ. Cứ nhìn mọi thứ nó tích cực đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Đó thì cái đó là cái chia sẻ rất là thật lòng. Thì thực sự em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõ mém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Mà em cảm nhận là từ lúc bé Yên sinh ra đến thời điểm này 11 tháng là khi em với Nhi bước vào phòng cùng bé Yên á là bọn em luôn có tiếng cười. Dẫn đến bây giờ mọi người, nếu mọi người theo dõi Facebook của em á, là bé Yên nó có một đặc điểm là nó rất tươi. Nó cứ gặp ba mẹ là nó cười và nó rất sáng luôn. Thì em mới thấy là công nhận cái việc mình điều chỉnh bản thân mình mang tiếng cười trong gia đình á, thì cái thành quả là đứa con của mình nó sẽ có một cái phản ứng rất tích cực. Đúng rồi. Và nó hình thành tính cách của trẻ luôn. Cho nên em mới nói với Nhi là đã cãi nhau hay là gì đó vui lòng qua bằng phát và phải xác định là mình cãi nhau vì cái gì. Đúng. Nếu mà anh sai vậy thôi em nhỏ tiếng với anh xíu, còn nếu anh đôi khi anh lấy cái quyền làm chủ qua anh nói em nó nặng thế quá em cũng bỏ qua cho anh. Thì bọn em được cái là bọn em trao đổi liên tục, bọn em cập nhật liên tục và bọn em luôn nghĩ về cái tương lai dành cho gia đình. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới chục năm nữa đâu ha, là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó, không có thua gì em đâu. Trời ơi, hơn thua rất nhiều. Em tưởng tượng đi, Yên mà nó lên tới lớp 12 đó là em bằng tuổi anh. Trong khi anh ở độ tuổi này con anh nó mới lớp 2 đó. Thành ra lúc đó nó sẽ tuyệt vời. Em sẽ dành được rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch nè, cho sự nghiệp chứ, sự nghiệp nè, chắc chắn mà con của mình nó là đang ở độ tuổi bao nhiêu trưởng thành. Cảm ơn hai đứa rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son.